chào các bạn đang xem video của kênh YouTube Việt Nam Discovery. Từ một tỉnh nông nghiệp, sau 20 năm, Bắc Giang đã lên nhóm dẫn đầu thu hút FDI, khẳng định vị trí số 1 về tăng trưởng GRDP năm vừa qua. Sự bứt phá này càng đặc biệt hơn trong một năm đầy khó khăn, qua đó khẳng định Bắc Giang là điểm đến bền vững của dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Nằm ở trung tâm hành lang kinh tế Đông Bắc, trong vùng quy hoạch thủ đô, cách trung tâm Hà Nội chỉ 50 km, Bắc Giang đang là một điểm sáng của vùng kinh tế phía Bắc với gần 10 khu công nghiệp với diện tích hơn 2.000 ha. Nổi bật trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 của Bắc Giang là tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP, tiếp tục là điểm sáng của cả nước, cả năm đạt 13,45% đứng đầu cả nước. Trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 17,25%, trong đó riêng công nghiệp tăng 18,56%, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,63%, dịch vụ tăng 6,56%, thuế sản phẩm tăng 7,14%. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm tăng 20,2%. Thêm một thành công lớn của Bắc Giang trong năm qua đó là công tác thu hút đầu tư, nhất là thu hút nguồn vốn FDI. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, toàn tỉnh đã thu hút được trên 3,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ, đạt kỷ lục từ trước đến nay. Tính riêng thu hút vốn cấp mới FDI, Bắc Giang đứng thứ 2 sau Quảng Ninh và tổng vốn FDI thu hút cả cấp mới và điều chỉnh. Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước, sau các địa phương là Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng với trên 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trong giới hạn nội dung video này sẽ đưa các bạn cùng khám phá toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Bắc Giang và cùng nhau tìm hiểu về thủ phủ công nghiệp mới nổi này phát triển ra sao, trong những năm tới sẽ có những công trình trọng điểm nào. Trước khi đến nội dung chính, các bạn đừng quên bấm like, share video để ủng hộ chúng tôi trên mỗi hành trình. Bắc Giang là một miền quê nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp đặc trưng của vùng Trung Du xen kẽ với đồng bằng phì nhiêu và miền núi, đồng thời mang đậm dấu ấn văn hóa cổ truyền của đất Kinh Bắc xưa. Bắc Giang có hệ thống đình, chùa, đền, miếu, lăng, tẩm, phong phú và đa dạng với 2.237 di tích lịch sử, văn hóa trải khắp toàn tỉnh, trong đó 711 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Bắc Giang cũng là nơi còn nhiều làng nghề truyền thống được lưu giữ, bảo tồn và phát triển đến ngày nay với các ngành nghề đa dạng và phong phú như nấu rượu làng Vân, mây tre đan xã Tăng Tiến, làng Bánh Đa, kẹo lạc Thổ Hà, huyện Việt Yên, gốm làng Ngòi, huyện Yên Dũng, làng Mì Chũ, huyện Lục Ngạn, làng Bánh Đa Kế, làng Bún Đa Mài. Cùng với đó, Bắc Giang được biết đến với nhiều đặc sản nổi tiếng như vải thiều, cam, bưởi huyện Lục Ngạn, chè Bản Ven, gà đồi Yên Thế, sâm Nam núi Rảnh, Tân Yên. Bắc Giang vào mùa lễ hội nổi bật với không gian văn hóa đa sắc màu của nhiều cộng đồng dân tộc. Hàng năm có trên 500 lễ hội truyền thống được tổ chức, trong đó có 6 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bao gồm lễ hội Yên Thế, lễ hội Vĩnh Nghiêm, lễ hội Thổ Hà, lễ hội Suối Mỡ, lễ hội Y Sơn và lễ hội Đình Vồng. Bên cạnh đó, văn hóa dân gian ở Bắc Giang đặc sắc và phong phú về loại hình như quan họ, ca trù, dân ca cao lan, dân ca sán trí. Trong đó, quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Năm 2022, dân số của Bắc Giang ước đạt 1,9 triệu người, là tỉnh đông dân nhất và có quy mô kinh tế đứng đầu vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Bắc Giang là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 12 về số dân, xếp thứ 13 trên 63 về tổng sản phẩm trên địa bàn, GRDP. Ước tính 2023 GRDP đạt gần 181.900 tỷ đồng xếp hạng 12 trên 63, GRDP bình quân đầu người đạt 3.950 đô la Mỹ. Năm 2023, Bắc Giang có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13,45% là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Bắc Giang có vị trí địa lý thuận lợi để thu hút đầu tư thông qua hợp tác và liên kết kinh tế với các tỉnh lân cận và các trung tâm kinh tế lớn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Bắc Giang đủ điều kiện hội nhập trực tiếp với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Nằm cách cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 60 km. Bắc Giang thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, thuộc hành lang xuyên Á Nam Ninh Singapore, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, liền kề tam giác kinh tế phát triển Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh. Có phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh, phía bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía tây giáp tỉnh Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội, phía nam giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương.
Bắc Giang còn được biết đến là thủ phủ công nghiệp miền Bắc với sức hút đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là FDI với sự hội ngộ của nhiều ông lớn như Foxconn, Luxe, Zadia. Các khu công nghiệp Bắc Giang từ khi đi vào hoạt động, tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, từng bước đưa Bắc Giang trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của cả nước. Các khu công nghiệp Bắc Giang được quy hoạch nằm dọc theo quốc lộ 1A mới Hà Nội - Lạng Sơn, đường tỉnh lộ 295, gần với các đô thị lớn, thuận lợi cả về đường bộ, đường sông, đường sắt, đường hàng không và các cảng sông, cảng biển. Một số khu công nghiệp như khu công nghiệp Quang Châu, khu công nghiệp Đình Chám, khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, khu công nghiệp Yên Lư, khu công nghiệp Việt Hàn, khu công nghiệp Hòa Phú, khu công nghiệp Yên Sơn Bắc Lũng, khu công nghiệp Tân Hưng. Ngoài ra toàn tỉnh Bắc Giang có 45 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.728 ha. Trong đó, có 31 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích 969 ha, diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch chi tiết có thể cho thuê là 695 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 81,6%. Các cụm công nghiệp đã thu hút được 232 dự án đầu tư với số vốn đăng ký hơn 32.765 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 65.000 lao động, đồng thời giảm áp lực cho các khu vực tập trung khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung, Song Khê Nội Hoàng. Năm 2023, Bắc Giang đứng thứ tư cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, FDI, tổng vốn đăng ký đạt cao nhất từ trước đến nay. Bắc Giang là tỉnh thu hút được khoảng 3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký trong năm 2023 và nhiều năm liền nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu về thu hút vốn FDI của cả nước. Vậy lợi thế của Bắc Giang trong thu hút vốn FDI là gì? Bắc Giang có sức hút lớn với nhà đầu tư FDI nhờ 3 yếu tố chính là hạ tầng, cải cách hành chính và nguồn nhân lực chất lượng, mà đặc biệt nhân lực trong lĩnh vực điện, điện tử. Về hạ tầng, những năm qua Bắc Giang tập trung cao phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Ngoài hệ thống quốc lộ, Bắc Giang chủ động phối hợp với các tỉnh giáp danh cùng phát triển hạ tầng, liên kết vùng, làm nhiều cây cầu để nối với các tỉnh, phối hợp với Quảng Ninh để mở rộng đường nối Bắc Giang với Quảng Ninh, để Bắc Giang cũng có biển. Tỉnh cũng đẩy mạnh giải phóng mặt bằng khu công nghiệp để tạo quỹ đất sạch. Riêng năm 2023 đã giải phóng 365 ha mặt bằng sạch đất công nghiệp, còn đất đô thị và đất khác hơn 300 ha. Bắc Giang cũng là địa phương đầu tiên của cả nước áp dụng ký số 100% từ cấp xã trở lên. Trong 3 năm liên tiếp từ 2020 đến 2022, tỉnh đứng đầu cả nước về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đặc biệt năm 2023, Bắc Giang đứng thứ tư cả nước về chỉ số cải cách hành chính và đứng thứ 9 về chỉ số chuyển đổi số. Điều này gây ấn tượng rất tốt với nhà đầu tư. 3 năm qua, đã có khoảng 26.000 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công đầu tư vào các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, tạo nên sự đồng bộ về hạ tầng. Tập trung đầu tư không dàn trải đã tạo nên sức bật cho Bắc Giang. Với mục tiêu xây dựng thành phố Bắc Giang xanh, sạch, đẹp, đạt tiêu chí đô thị loại 1 trước năm 2025, thành phố đã đầu tư nguồn kinh phí lớn cải tạo, nâng cấp hạ tầng. Nhiều dự án cải tạo vỉa hè, khuôn viên, hệ thống thoát nước, chiếu sáng đã và đang được triển khai. Riêng năm 2023, thành phố thực hiện 195 dự án với tổng vốn hơn 2,1 nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành như cầu A Lữ, mở rộng nút giao cầu Đồng Sơn và đường tỉnh 293, mở rộng đường Nguyễn Văn Cử. Trong bối cảnh Bắc Giang là điểm nóng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, khi thu nhập bình quân đầu người tăng cao thì hàng loạt các ông lớn đổ bộ về Bắc Giang như dự án Vinhomes Bắc Giang đang trong quá trình xây dựng tại đường Ngô Gia Tự. Dự án trung tâm thương mại Aeon Man tại Bắc Giang dự kiến khởi công vào tháng 6 năm nay. Ngày 16 tháng 9 vừa qua khánh thành dự án nhà máy sản xuất Hana Micron Vina 2. Đây là dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc. Đến năm 2025, công ty có kế hoạch tăng tổng mức đầu tư lên trên 1 tỷ đô la Mỹ, doanh thu năm dự kiến đạt 800 triệu đô la Mỹ và tạo ra 4.000 việc làm cho người lao động Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có một số dự án có quy mô lớn của các nhà đầu tư Trung Quốc. Điển hình dự án sản xuất thanh silic, tấm silic và tế bào quang điện hiệu suất cao Solar Việt Nam năm 2022 của nhà đầu tư GIA Solar Investment. Với tổng vốn đăng ký hơn 470 triệu đô, vốn đầu tư tăng thêm trên 370 triệu đô. Dự án nhà máy sản xuất tế bào quang điện năm 2016 của công ty Vina Cell Technology với tổng số vốn đầu tư hơn 200 triệu đô. Dự án công ty Luxe ICT với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh hơn 500 triệu đô.
Ngoài ra còn có gã khổng lồ Foxconn với hơn 2,1 tỷ đô vốn đăng ký đầu tư, trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Bắc Giang. Các bạn thấy sao về thủ phủ công nghiệp mới nổi của miền Bắc? Hãy để lại ý kiến cá nhân cho chúng tôi biết nhé! Xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo!